Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Cờ Báo. Ok, thì đầu tiên trước khi vô cái tựa game để mình test thử mấy cái ải tinh anh này kia thì mình đợi mình xíu nha anh em. Để mình tặng cái phần quà cho các bạn này trong cái sự kiện sổ số cái đã. Đó chính là bạn Sub Hero 2009. Đây, thì bây giờ mình sẽ check là có vài bạn inbox tự nhận mình là bạn Sub Hero. Hiện tại bây giờ thì có một bạn chính đã xuất hiện rồi. Thì bây giờ mình đang tiến hành mình tặng cho các bạn chính đó. Thì mình kêu bạn đó là comment con số mà mình yêu cầu để mình tiến hành mình check thử đúng với cái ad và bình luận ở bên cái event. Đúng với cái bình luận bên event thì mình mới có thể là tặng được cho anh em. Đó, anh em cứ yên tâm, mình không có bao giờ mà mình check nhầm đâu. Đây, thì bây giờ để mình dò thử là cái bạn đó đang đợi bạn đó comment mấy con số rồi đúng rồi, mình mới có thể là tiến hành mình gửi được anh em. Ok, để bây giờ mình sẽ check đúng cái số thì mình mới có thể được tặng được cho anh em. Đây, ok, cái số hợp lệ nè đó. Rồi ok, thì bạn đó lấy thẻ GoSu đây, mình kiểm tra lại chính xác nếu mà hai cái tài khoản comment này với lại cái tài khoản mà bình luận ở bên cái tab cộng đồng của mình á, nếu mà bên cái event dự đoán chính xác anh em thì mình có thể là trao được, check lại cái ngày đăng ký kênh, tạo kênh này kia đó, nó tạo cái tài khoản không thể nào mà giả mạo được cái đó. Bạn này trước là cũng có trúng anh em, trúng ở trong cái vòng quay đợt trước nè. Đó, ok, nói chung là anh em chịu khó tham gia này kia là đều được hết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ mua tặng cho bạn ở đây. Rồi anh em đợi xíu nha. Đây, mình sẽ lên trên web nạp thẻ ngay để mà mình tiến hành mình sẽ mua, mình sẽ gửi tặng cho bạn cái thẻ GoSu. Rồi ok, anh em đợi xíu nha. Đó thì mình cũng công khai minh bạch mình tặng quà cho anh em để mà anh em khỏi có công là thắc mắc là mình có tặng hay không, hay là mình chỉ là nói suông thôi, nói deal đây này kia. Ok, đây mình cũng sẵn mình quay video đẩy cho anh em xem luôn cái cách thức mình trao thưởng như thế nào, khá là đơn giản anh em. Sự kiện diễn ra cũng khá là đơn giản anh em, chỉ việc lên comment ba con số và đợi kết quả nó xuất hiện là đụm lúa thôi, khá là dễ chơi, chưa tới 5 giây nữa anh em. Và khi anh em tham gia đừng quên cho mình 1 giây để bỏ ra 1 giây để mà nhấn like cái bài viết và like cái video của mình anh em, và nhấn đăng ký này kia ủng hộ mình. Ok, xong bí nịt rồi, copy và paste ra thôi. Đó, xong xuôi khá là nhanh. Rồi xong, đây mã thẻ. Rồi ok, xong bây giờ mình sẽ gửi qua cho bạn đó để mình kiểm tra lại lần nó cho chắc ăn. Rồi ok, hợp lệ rồi, thôi mình gửi luôn đi cho anh em. Đó, như vậy là xong rồi anh em, như vậy là xong rồi đó. Rồi tắt máy này đi, xong hết này, để mình xem thử có bình luận nào hay không. Nãy giờ cũng có một số bạn lên mạo danh này kia, mình kêu và comment mấy con số đó để mình xác minh lại mà chưa thấy nữa. Ê, ok, xong rồi. Đó. Rồi, ok. Nhóc này nó cũng vui lắm nha. Có gì mới nó cũng đều cho mình hay hết chứ. Đó. Qua này đi ải tình anh này kia bị vả sắp mặt luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay lại game và mình sẽ vô cái ải tình anh mình test thử cho anh em xem nào, không biết là hôm nay nó như thế nào nữa nha. Mình sẽ đánh thử cho anh em xem. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Cờ Báo. Ok, hôm nay mình
sẽ quay trở lại và mình sẽ làm thêm về cái phó bản tin anh á anh em, phó bản tin anh cho anh em xem. Hiện tại bây giờ thì vẫn còn kẹt ở cái chương 10.1 anh em ạ, vẫn chưa thể nào mà đi qua được, khá là khó khăn đây. Không biết là mình sẽ phải đi qua được cái ải này như thế nào. Mình đã thử khá là nhiều đội hình này, thử khá là nhiều tướng luôn và cũng vẫn chưa qua thể nào qua được anh em. Nói chung là có vài lần là mình đã xém qua được đây, vài lần xém qua được anh em. Bây giờ thì mình cần phải là kết thúc càng nhanh càng tốt anh em. Đó, con bi hao ở trong cái ải này à, nói chung là chủ yếu là dùng để khóa chiêu mấy con tướng bên kia anh em, dùng để khóa chiêu mấy con tướng bên kia để cho nó được hồi máu thôi. Chứ con tóc màu tím này là nó hồi máu kinh khủng khiếp anh em, với lại đam nó khá là to. Đây, đam nó khá là to luôn. Ok, đây chương sau này mình đa số là mình kẹt cái chương sau này thôi anh em, đa số là mình bị kẹt cái chương sau này nè. Nếu mà con bi hao của mình nó khóa chiêu liên tục được thì ok, còn nếu mà không khóa chiêu liên tục được là coi như là thua. Ủa, đợt này có vẻ như dễ qua vậy, không biết AD có fit fit quái ải tinh anh lại không ta, sao mà dễ qua cái gì nè. Đó, kỳ gì, hôm qua mình thử rất là nhiều đội hình mà không qua được, hôm nay thì lại qua được dễ dàng vậy nè. Không biết là AD có đã có fit lại mấy con quái ở trong này không, mình không biết. Có khi nào anh em lên group chửi quá thì AD fit lại ông ta. Để xíu nữa mình lên trên group mình xem lại thử anh em. Ủa, sao hôm nay có vẻ như quá là dễ dàng rồi đó. Ok, để mình lên trên group mình xem lại thử anh em, lên trên group xem thử là AD có viết lại mấy cái ải boss tinh anh này hay không, sao dễ qua dữ vậy ta. Ok, qua được đúng rồi nè, chắc là AD fit rồi đó anh em. Đi bây giờ mình sẽ qua bên ải thường thứ đây, ải thường 49.1 mình quánh thử ấy, kỳ vậy. Ô, oh, có bộ được nha anh em, còn cái ải này à, như vậy là AD đã fit lại rồi anh em à. Hôm qua là mấy con này mình chỉ cần rú cái đầu ra tán một cái là coi như là lên cả 100 triệu đam anh em. Đó, nó tán một cái một là chết rụi, không còn một con tướng nào luôn. Ok, khá là êm đó anh em à, khá là êm luôn. Rồi ok, dễ dàng rồi nè. Oh, chết mi hao nữa. Ồ, tại sao có vẻ như là hơi bị khó ăn hay nè. Để mình lên trên group mình xem lại nhé. Shipper code không có giảm, giáp nhận hả, add lấy xem. Tôi tăng binh nghe nói là 10.1 khó, hình như là AD fit lại chứ ăn rồi. Ok, AD đã fit lại rồi anh em, fit hồi máu rồi anh em à, nhưng 78 tuổi đánh hơi lâu tí. Ok, AD đã fit hồi máu lại rồi anh em à, cuối cùng cũng có thể là đi ải dễ dàng hơn rồi anh em. Đâu rồi, gáp IVV gâu trắng san cộng 5 mega, tin anh chương 15 rồi ha. U, cái viên gì đó mới vậy nè, nguyên liệu dung hợp ngọc hàng băng à, sau này để úp bật khung này kia. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ vượt ải tin anh xem thử là đến được cái chương bao nhiêu đây. Mình sẽ tiến hành, mình sẽ vượt ải tinh anh cho anh em xem. Hôm qua thì sử dụng đủ đội hình hết là vẫn không qua được. Hôm nay có vẻ như là nhẹ nhàng hơn rồi đó anh em à. AD đã fit hồi máu rồi nè. Hôm qua là nó chỉ cần hồi một phát là lên được cả tỷ máu thì anh em quýnh bằng niềm tin luôn. Đánh bằng niềm tin luôn rồi anh em à. Đó. Bây giờ thì đam bên mình vô khá là dữ nè. Bên mình chỉ đam bên kia anh em thấy không? Lên đến con số hàng tỷ luôn anh em. Ây, con bi hao nó hơi bị yếu sinh lý ha, chưa đi chơi mà mất máu khá là nhiều. Có nên thay con gáp vô không ta? Có nên thay con gáp vô vị trí của cái con mi hao với lộn mi hao. Ủa, đứng hình đây. Ôi, lại văng game.
có nên thay con gáp vô, chắc mình sẽ thay gáp vô vị trí của con Mihao á này mà. Cảm thấy là nó hơi bị yếu đuối quá. Bọn trẻ tưởng thế là ngầu liên đấu cộng 12 thì hiểu. Shop có vẻ nhanh nhẹn nhỉ. 30 phút hệ thống sẽ tự gửi thuyền trưởng. Thì cái đó anh em chỉ cần việc comment 1-50 thôi là cái hệ thống tự gửi cho anh em thôi, chứ không phải là chứ AD làm sao mà ghép được hết toàn bộ mấy cái bình luận của anh em được. Đây, tiếp tục luôn. Nếu mà muốn full sao thì chắc phải thay con Mihao ra gọi anh em à. Quá là yếu rồi, Mihao quá là yếu sinh lý. Nghe nói là vài bữa như là có thức tỉnh Mihao thì phải. Tới đó là mới mong nó mạnh được, chứ hiện tại giờ là nếu mà cầm nó đi thì chắc là có thể là không thể nào mà full 5 sao được đấy. Có thể là ở mấy cái chương tới này chắc là nó sẽ cụm trước tem. AD fit là như vậy là quá là hợp lý luôn rồi. Đó, chứ bình thường để như vậy thì anh em mình quýnh gì nổi nên em. Chưa kịp vô xung trận đó là đã đứt bóng rồi. Không biết là xem xong video này có anh em nào đi thử hải tinh anh này chưa. Đó, khá là dễ dàng rồi ha. Rồi, ok, cái ông kia 7 mấy tỷ mà còn đi được tới 15, nó không lẽ mình 300 ngoài tỷ mà mình không đi được tới 15 hay sao anh em. Ok, khá là dễ dàng, có ai giống mình không? Có bạn cho tới chơi chung ạc 100 tuổi mà không thích chơi thì lại thích gì? Chơi chính ạc cày không? Nhiều khi chơi ạc của người khác nó không vui bằng ạc của mình, ạc của chính mình nó mới vui hơn. Nhiều khi đang chơi nó hứng lên nó lấy lại xong đó, mới nói xong là Mihao đã đứt bóng rồi. Mới nói xong mà Mihao đứt bóng là hình như là cái con đầu nhọn nó phản đam đó ta. Để mình tháo trái ác quỷ, mình tháo cái trái ác quỷ của cái con Mihao. Mihao hiện tại giờ đang xài trái Gomu thì phải. Đã máu ít mà còn thêm phản đam nữa thì chịu sao nổi. Đây Mihao nè. Đúng vậy, đang sử dụng trái Gomu này mà. Mình sẽ thay trái con A vô. Đây, thay trái con A vô. A đâu mất tiêu rồi. A mình sẽ thay trái con A vô. Trái Mega hồi sinh. Cái bản update này là trái Mega hồi sinh đó anh em à. Cho nên là có thể là cái trái Mega nó đang quay trở lại Meta để mà đi cái giải này thì phải. Đúng rồi anh em. Hồi nãy là do con Mihao nó bị phản đam từ cái con đầu nhọn đó anh em. Cho nên là sau khi mình gỡ cái trái Mega ra rồi thì lại không có bị phản đam nữa. Và hiện tại bây giờ không mắc một giọt máu nào luôn. Ok, anh em tháo trái ác quỷ Gomu nha nha. Đó. Cái ải sao bị bắn đau dưới nè. Cái ải này là bị đam bắn luôn chứ không phải là không có con đầu nhọn đó nha. Bị bắn đam đó. Nói chung là cũng hơi bị yếu sinh lý à. Chắc mình sẽ phải thay con gáp vào vị trí của Mihao rồi. Với cái tình hình này chắc là không có full được mặt ớt rồi anh em à. Đó, để mình bường thử xem sao. Đây, bây giờ mình sẽ bường thử xem sao anh em. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lên trên group mình sẽ xem thử. Em có đưa 120k thì đó. Em để mình xem thử bạn này nữa. Có một số anh em cứ inbox gửi thẻ, toàn thẻ Sài Gòn không anh em. Anh em mình chết không được thì mình sẽ không có gửi thẻ đâu. Độ uy tín của mình thì anh em biết rồi. Anh ơi, em đưa anh thẻ 120k thì có được chọn 250k không? Thì cứ 120k thì là anh em cứ đổi được thẻ 100k anh em. Tại vì nó bị trừ phí đó. Nó bị trừ phí cho nên là nó chỉ còn lại được 100k thôi anh em. Rồi, ok. Và tới cái trường boss luôn nè. Ô, trường boss mạnh dữ ta. Con Gokudai bên kia nó sọt qua nó móc bấy nhảy bên đây luôn này. Ừ. Ồ, con Sanji với lại con Mihao bên mình đứt bóng luôn rồi anh em. Sanji với lại Mihao đứt bóng luôn rồi.
À, chết Katakuri luôn. Giờ chỉ còn mỗi ai với lại con gâu trắng thôi em. Không được rồi, cần phải thay đổi cái đội hình lại mới được. Bây giờ mình sẽ truyền thụ con Bihao qua cho con Gáp. Đâu mất tiêu rồi, anh Gáp của mình rồi, đại ca Gáp đây. Ok, truyền qua cho con Gáp đi. Rồi, xong, mình sẽ đổi cái hình xăm với lại hình xăm với lại thằng binh của cái con Gáp này lại. Truyền thụ hình xăm thì mình sẽ lấy hình xăm chỉ thương. Thằng binh thì mình sẽ đổi qua thằng binh của con Gáp lại thôi. Đó. Ok. Gáp đây. Thì Gáp nó có khả năng choáng với lại hồi máu khá là nhanh. Đây, giờ mình sẽ quýnh lại. Nói chung là cái chương 10 này khá là khó nha anh em. Bình thường đi ải thường hay là khó là khó chịu rồi. Khá là khó chịu rồi. Cho nên là với cái ải tinh anh thì nó còn lại khó chịu hơn nữa. Mihao bên kia đam nó khá là to đó không anh em. Bình thường mà đi ải thường ngày xưa là chặt vặt anh em. Ải chương 10.1 là khá là chua luôn nè. Ui, Goku Dai bên kia nó sọt qua đây nó móc dữ vậy ta. Cái này có thể là con Sanji của mình chết là do bị phản đam do cái trái Gomu anh em à, chứ không phải là bị nó giết chết đâu. Phản đam là vì cái trái Gomu á. Ok, xong con Gáp rồi nè. Chết luôn. Cần phải có một chút sự thay đổi về cái đội hình rồi nha. Truyền thụ. Tại bây giờ thì tem như vậy cũng khá là ok rồi. Không biết thay vị trí nào đây. Lại để mình xem thử. Xem thử cái tem của bạn mới nãy. Bạn mới nãy nói là full cháy mega. Nghe nói 10.1 khó, làm thế nào nhận hình xăm. Để mình xem thử cái bạn mới nãy đâu mất tiêu rồi. Viết là 11 mà. Đâu rồi ta? Đâu mất tiêu rồi ta? Viết hồi máu à, nhưng 75 tỏi đánh hơi lâu. À, bạn này chỉ mới đánh được tới 10.2 thôi. Đây, Gáp, A, VV, gâu trắng với lại Sanji, 5 trái mega. Mà không biết bạn này lực chiến là bao nhiêu tỷ rồi nữa thì không biết. Không lực chiến 1,62 tỷ. 1.620 tỷ thì có anh em à. 1.620 tỷ đó. Khá là khó khăn chứ không phải là giỡn đâu anh em. Bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ nghiên cứu đội hình để mà có thể vượt qua được cái chương này với cái số lực chiến như thế này. 311 tỷ lực chiến đó. Ok, cái bạn này là 1.006 tỷ anh em à. 1.620 tỷ nha đó. Ok, khá là khó ăn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ ra và mình sẽ xem thử, test thử mấy cái đội hình nào mà có thể qua được cái chương này, và mình sẽ làm video tiếp theo, mình sẽ review cho anh em xem. Hiện tại bây giờ lại giống như là ngày xưa rồi anh em, quay trở lại ngày xưa là bắt đầu test đội hình nếu mà đi qua mấy cái ải nhỏ nhỏ như ngày xưa, như ngày đầu anh em chúng ta làm video về cái tựa game Đảo Kho Báu này. Rồi ok, anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để có động lực cho nhiều video hay hơn cho anh em xem, và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận, và đóng góp cho mình những cái đội hình nào mà anh em cảm thấy ok để mình có thể đi qua được cái chương này, thì anh em cứ mạnh dạn để lại dưới phần bình luận cho mình nha. Mình sẽ test thử mấy cái đội hình của anh em và sẽ add cái bình luận của anh em vào trong video để cho mọi người biết luôn đó. Thì mình sẽ làm theo yêu cầu của từng anh em một, và mình sẽ test thử từng cái đội hình một xem để là có qua được hay không. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video thôi. Cảm ơn anh em chiều, đặc biệt anh em, bye bye anh em nha.